Vâng, còn về tình hình thời tiết, chúng ta sẽ đến với diễn biến nắng nóng cụ thể trong hôm nay ở từng khu vực sẽ như thế nào với anh Quốc Sáng? Vâng, với Bắc Bộ thì hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện ở bên phía Tây trước, cụ thể là tại các tỉnh thành như là Điện Biên Phủ, Sơn La và Hòa Bình thì dự báo nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ từ 35 cho đến 36 độ C. Tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố khác thì nắng cũng nhiều hơn và nóng lên, nhiệt độ đều trên 32 độ C, chỉ ít nơi như Hà Giang, Hải Phòng là dịu hơn 30 đến 31 độ C. Lui xuống khu vực Trung Bộ, dự báo hôm nay nắng nóng sẽ xảy ra từ thành phố Vinh tới Quảng Ngãi và thành phố Tuy Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 36 độ C. Các thành phố khác là Thanh Hóa đến Nha Trang cũng nóng rõ vào trưa chiều với nhiệt độ ở mức là 33 đến 34 độ C. Với khu vực Tây Nguyên, dự báo hôm nay trời sẽ tiếp tục ít mây, nắng nhiều. Quý vị cũng cảm nhận rõ cái nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều khi nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa tăng lên 34 đến 35 độ C. Về chiều tối thì một vài nơi có thể xuất hiện mưa rông tiềm ẩn đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực nắng mạnh và nóng nhất trên cả nước hôm nay vẫn là Nam Bộ. Nhiều điểm ở miền Đông như là Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh và Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng gay gắt 37 đến 38 độ C, còn lại các nơi khác sẽ là từ 34 đến 36 độ C. Và đây cũng có thể là ngày nóng nhất kể từ đầu mùa khô đến giờ ở khu vực Nam Bộ. Cảm ơn anh Cốt Sáng với những thông tin vừa rồi. Như vậy là hầu khắp cả nước thì đều nắng nhiều, trong đó thì Nam Bộ là nơi gay gắt nhất và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Quý vị cần lưu ý.